Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Giọng Cà Mau. Hôm nay thì Giọng lại Giọng xem tình hình cái bé bị tai nạn ở Gò Dầu như thế nào rồi. Để cũng nói chuyện với bên thú y để chừng nào mà đón em về máy ấm mới á mọi người. Chứ cũng nằm lâu rồi và em bây giờ là cũng đã khá là khỏe rồi. Bây giờ mọi người thấy bé này cái tướng ngồi độc đáo chưa? Bây giờ là hoàn toàn cái khúc nửa lưng dưới là em đã bị cứng đờ rồi. Giống như là giờ số phận em là bị chắc là bị liệt chứ không có ấy được. Nên là bây giờ là nó ngồi kiểu này nè. Em buông tay ra thử cho nó ngồi thử coi. Trời ơi, cái thương không mọi người. Nó ngồi cái tướng chó còn lần đầu tiên chỗ thấy nó ngồi kiểu này luôn. Tại vì cái khúc dưới nó cứng rồi, nó không còn đau nữa. Nên nó ngồi nó phải như vậy đó. Đấy đó, nó cũng liếm được nhưng nó cong lưng nha, nó co tròn như là diễn viên múa luôn, dẻo lắm. Nằm quá lâu nè, nằm quá lâu nó cũng với chích rồi các kiểu quá nhất thì nó cũng bị vậy. Bây giờ là em nó ăn ăn được hay em ơi? Dạ em bé nó ăn thịt gà. Ăn thịt gà không à? Dạ. Hồi lúc mà nó không ăn cơm nhưng bây giờ nó lúc đầu thì nó không ăn được nhưng bây giờ nó cũng không ăn cơm nha mọi người. Hiện nay đang ăn thịt thôi. Đã triệt sản rồi, đã triệt sản sổ dung. Tất tần tật em ơi. Dạ. Nghĩa là tất tần tật là mình đã triệt dạ, sản và sổ dung hết đúng không? Dạ đúng rồi. Triệt sản, sổ dung. Có xịt ve rồi cho bé luôn. Có xịt ve này đủ ha. Mà nó hơi ốm tại vì nó mới ăn lại được thôi. Tính ra là nó không ăn mấy ngày ta. Dạ cũng lâu rồi anh, mới ăn lại là được khoảng hơn 4 bữa nay. Mấy bữa nay thôi. Tại vì cái bé này là lúc đầu về là bị đau á. Bé này thì chắc chắn là phải, nếu mà cho bé đi được thì phải có xe lăn. Hoặc là phải có về trạm, một cái trạm mà chuyên có một cái khu vực riêng để chăm sóc em, có chỗ nằm, có đồ các kiểu mới đầy đủ được. Chứ không thôi là bé này là nó sẽ bị lỡ. Còn cái về cái trạm nào thì chồng sẽ chốt lại với mọi người ở cái video, chồng sẽ đưa về trạm. Và đây là một cái bé chó rất là đặc biệt nên là đích thân chồng sẽ đưa em về trạm. Chồng cũng chưa đặt tên luôn, chồng sẽ ưu tiên cái này để cho chủ trạm đặt để gọi tên cho nó dễ. Con ơi nè, gắn ở đây thêm 1-2 ngày nữa nha để anh tính. Đây, quay mặt ở đây nè con. Quay qua đây nè. Bé rất là hiền luôn. Mấy bạn thú y ở đây nói là bé rất là ngoan. Uống thuốc cũng dễ, chích thuốc cũng dễ. Bây giờ ăn uống cũng dễ. Con cái là bắt đầu nó cũng có những cái vết lở á, là do là em nằm nhiều. Giống như những khúc sau nó bị tê rồi, tê liệt á. Nên là bắt buộc là nó cũng có những cái dấu hiệu của lở. Nên là chỉ gán cho em ở đây 2 ngày nữa thôi. Để chồng sắp xếp cái công việc với cái nơi ngon lành cho em. Rồi tới đây thì chắc cũng sẽ kiếm cho em một chiếc xe. Mà thật ra cái xe là cũng không phải là cái phương án tốt nhất nha quý vị. Ở đây chồng cũng nói thật là tại vì thường là về máy ấm á, là các em sẽ được vô một cái khu cũng khá là nhỏ. Mà những em có nhiều cái em liền khác nữa. Mà mình cứ gắn chiếc xe vô thì nhiều khi em nó cũng không có chỗ để di chuyển. Thì thật ra là cái việc đó là cũng có nhiều quý vị là muốn là hỗ trợ xe hay là muốn mua xe cho em. Thì cái chuyện đó phải tùy vào cái nơi em ở. Ví dụ như là em ở một cái gia đình nào đó có cái sân thì nó khác. Còn nếu mà ở trong một cái mái ấm mà có nguyên một cái khu liệt thì các em thường là sẽ được nằm trên những cái giường mềm, rồi được chăm sóc, được vệ sinh. Chứ còn không phải là cái chỗ nào cũng có thể là sử dụng được cái xe lăn đâu. Cái đó là cái thực tế, chồng cũng chia sẻ thiệt. Để những khi á, nếu mình vội vàng, mình kêu gọi, mình mua cho em hay gì đó, mình tặng cho em, thì đôi lúc nó phí tiền. Tại vì một chiếc xe lăn mà chính hiệu luôn á, chiếc xe lăn mà cái gọi là nó chuẩn về xe lăn chó luôn á, thì nó không có rẻ. Mấy cái xe lăn mình tự chế từ ống nhựa hay từ ống thép và từ những cái bánh nhựa thì nó khác. Chứ còn nếu mà một chiếc xe lăn mà sử dụng cái khung thép nhẹ nè, rồi bánh mềm nè, rồi có những cái chức năng tăng đưa lên, tăng đưa xuống nó chuẩn luôn á, là nó hàng 5-6 triệu, có 7 triệu nữa, chứ không phải là chiếc xe lăn này có vài trăm nghìn đâu. Thì cái đó là chồng cũng chia sẻ với quý vị là thật sự luôn.
thật sự cái tình hình nó là vậy nè con, cố gắng nha, thêm một ngày nữa thôi, hai ngày nữa đi để xét nghiệm thêm và chăm sóc thêm nè. Bây giờ nó có những cái vết lõ này là do nó nằm ở trong thú y á, rồi cái này là phải về môi thuốc rồi, chứ còn nằm ở đây cũng không được, tại vì ở đây cũng không có những cái giường mà em ốm dữ lắm nha. Nói chung á là em này là một trong những mà ca rất là nặng, thấy cái tinh thần nó vậy thôi, chứ còn bên trong cái bé chó này là rất là khổ nha. Những vết lở bắt đầu rồi nè, nó nằm quá đó, nó nằm quá ở trong những cái nơi mà nó cứng đó, trong khuy là nó không có được mềm mại giống như là mấy ấm đâu. Bây giờ là chồng không biết làm sao, thì nói chung là phải cố gắng nè. Cái vết thương của em bị tai nạn là để quay cho mọi người xem nha, không dám quay nhiều luôn. Đây nè, đây là cái vết thương ngay cái khu vực em bị tai nạn đó, bây giờ nó cũng chưa phải là lành đâu nha, nhìn có khỏi không. Đây, đây là cái khu vực em bị tai nạn đó, bởi vì mới cạo lông đó, cạo lông xử lý tới giờ nó cũng hơi khô khô thôi, chứ chưa đến nỗi là khô đâu. Còn những vết thương nè, những vết thương bị xe đó, mặc dù em cũng rất là hiền đấy, mà chúng chưa chắc nó đi xe lăn được nữa. Thì nói chung là để cái tình hình mà tới đâu thì tính tới đó, chứ trọng cũng không có vội vàng mà vận động để mua xe lăn cho em. Để chi vận động mua xe lăn cho em thì mua xe lăn tốt á, vận động mua xe lăn có khi em không đi được. Rồi thứ hai nữa là đâu cái chỗ nào cũng có sử dụng xe lăn đâu. Trọng nói thật sự là cái tình hình của những cái trạm thường thường là nuôi ở một cái khu vực nó cũng nhỏ nhỏ, rồi chăm sóc các em, ẵm nó, ôm nó, đi tắm rồi các kiểu á. Nói chung là mình phải đặt mình vào cái vị trí của trạm, chứ trọng thường không có đặt mình vào cái vị trí của người quan sát. Ví dụ như mình đặt mình vào cái vị trí người quan sát thì nó dễ thôi. Mọi người biết không, hiện nay nhầm khi các cái nơi nuôi không hài lòng với nhau, nơi này không hài lòng nơi kia, có cái tình trạng đó. Nhưng mà thật ra nó là như vậy nè, chỉ đơn giản trọng chia sẻ ngắn gọn mấy giây thôi, là đơn giản là khi một chủ trạm hay là một cái người nuôi cún mà không có nuôi nữa, hoặc là nhìn người khác thì không có đặt mình vào cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như là cái chị A đang nuôi, nhưng mà nhìn chị B với cái ánh mắt là nhìn với cái ánh mắt của một cái người mạnh thường quân, của một cái người khán giả quan sát, nên là không có hài lòng. Mặc dù là nhìn thấy chỗ cái chị A nuôi không có tốt, nhưng mà khi mà chị A nhận xét thì chị B, thì chị A không có đặt mình vào cái hoàn cảnh của chị B, hoặc là không có đặt vào hoàn cảnh của mình nữa, mà khi nhận xét người khác thì lại đặt mình vào cái vị trí là một cái người mà trung lập để quan sát, hoặc là thậm chí có nhiều người đặt mình vào cái vị trí của mạnh thường quân luôn, nên là nhìn không có hài lòng. Còn trọng thì khác, trọng thì lúc nào cũng xem xét lại cái đặt mình vào cái vị trí đó, mình nuôi 500 con, 300 con, 200 con vậy đó, mình chăm sóc các em á, nó có tốt được như vậy hay không. Mà cái đó là cái điều kiện của quá đông rồi thì nó khác. Chứ còn nếu mà lúc nào mình cũng đặt vào cái vị trí của một cái người mạnh thường quân, hay là một cái người mà quan sát người khác á, mà không có hiểu cho cái hoàn cảnh, không có hiểu cho cái thực tế, mà mình cũng đòi là phải thế này, phải thế kia, thì khó lắm. Tức là chồng không dám đòi hỏi ai hết trơn á. Thôi bây giờ thì anh cố gắng, anh sẽ tìm cho con một cái nơi có các nha. Rồi bây giờ cũng xin phép được dừng lại cho video đây. Khi mà đón các em á thì cậu cũng sẽ quay video về em nữa, để đưa em về trạm nha mọi người. Thương quá trời, không dám quay của cái tư luôn á, quay sợ mọi người đau lòng. Bye con nghe, bye con, anh sẽ đón con nha, anh sẽ đón con lên xe, đón con đi về trạm nha. Anh sẽ đón con về trạm nha con. Chưa có tên luôn, chưa có tên luôn anh.